Vậy là năm 2023 đã trôi qua một nửa. Em bé Sling rất vui và vinh dự vì đã được đồng hành cùng nhiều gia đình lan tỏa những khoảnh khắc ngọt ngào, ấm áp từ những em bé đáng yêu. Trong video sau đây sẽ là tổng hợp những feedback chất lượng đến từ khách hàng thân thương của em bé Sling từ đầu năm đến nay. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tất cả khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ em bé Sling suốt thời gian qua. Nếu ba mẹ có bất cứ chia sẻ hay thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới video để em bé Sling lắng nghe nhé. Điều vải em bé Sling, easy cho mẹ, cozy cho bé, happy cho bố.